Hello mọi người, hiện tại thì mình đang đi du lịch cùng gia đình nên hôm nay mình sẽ làm một cái skincare routine video skincare đi du lịch của mình và cái túi makeup bag và túi skincare du lịch của mình thì gồm những gì. Mọi người hãy cùng đón xem nha. Đây là cái túi makeup mà mình mang theo mỗi khi mình đi du lịch. Mình rất là thích cái túi này tại vì bên trong cái lớp này của nó là lớp chống nước nha. Đầu tiên là mình có mang một cái eyelash lông mi giả. Thứ hai là cushion. Cushion mình đang sử dụng là Misha Magic Cushion màu 21. Phần nền thì mình có cái foundation này của Giorgio Armani với lại video là cái concealer của mình. Bảy màu mắt mà mình mới tạo là Going Coconut của Colourpop. Thì cái màu của nó rất là trung tính, rất là dễ dùng cho bốn mùa luôn. Nên là mình mua và mình thích nhất là màu này thì đánh bên trong mắt á, nó lên rất là rõ và giữ màu rất là lâu. Tiếp theo đó sẽ đến phần má hồng. Má hồng thì mình cũng mang hai hộp. Hộp này là màu hồng cam, thì mà nó nghiêng về nút cam hơn một xíu. Và cái này là hồng. Ở trên này thì nó có hơi cam một chút, nhưng mà thường thường thì mình sẽ dùng ở dưới phần màu hồng. Và eyeliner thì mình mang 3 cây. Cái này là eyeliner màu nước màu đen, eyeliner nước màu nâu và kẻ viền mắt nước màu nâu. Mascara thì mình có cái này của Shimmera. Cái này thì lông mi giữ cong siêu lâu luôn. Cái này là mình đi nguyên một ngày rồi mà nó vẫn còn cong nữa. Và đây là mascara mà mình thích nhất. Món cuối cùng đó chính là môi son. Môi son thì ở trong túi mình cũng còn một màu nữa, thì mình sẽ để cái màu đó ở đây. Cái màu đó là màu trên môi của mình và của Revlon. Và đây là mình mang thêm một cây của Chanel nữa. Cái này là màu Rouge Allure Liquid Powder màu 952. Màu này là màu của Jenny. Và đó là những gì ở trong túi makeup bag khi đi du lịch của mình. Mà ở trong này thì chỉ còn một xíu cỏ thôi, đóng cỏ lên tinh thôi, không phải gì hết. Về phần túi skincare thì nhân dịp My vừa làm skincare, My vừa remove makeup thì My sẽ cũng cho các bạn xem trong túi skincare của My có gì nha. Và túi skincare khi đi du lịch thì cũng giống như là túi makeup, My cũng sẽ sử dụng những loại nào mà nó sẽ không thấm nước. Và đối với túi skincare thì My sẽ sử dụng túi mà không thấm nước cả bên trong lẫn bên ngoài như thế này để remove cái makeup mắt này, tại vì mình sử dụng makeup mắt là không thấm nước nên là mình sẽ phải remove bằng một cái dầu tẩy trang chuyên dụng cho mắt. Nên mình sẽ sử dụng cái bông trang điểm này của Muji, nó rất là mềm, nó làm từ sợi cô tông thật nên là nó mềm lắm, nó sẽ không gây hại cho mắt và làm nhăn cái mắt của mình. Như vậy thì cái món đầu tiên trong túi makeup của mình đó chính là cái Clinique Take the Day Off này để remove, để tẩy trang mắt và môi. Tình đi. Cái này mình đi mình quên mang theo cái băng đồ nên là mình sẽ chụp tóc bằng cái này để nó đỡ nước vào tóc. Sau khi đã chùm tóc xong thì mình sẽ rửa tay và sau đó mình sẽ bắt đầu đúng không? Vì hồi nãy lúc mà mình đi ăn thì mình chỉ cho một xíu concealer và những cái thâm mụn thôi. Còn da mặt mình thì mình không có makeup gì cả nên là mình chỉ dùng sữa rửa mặt thay vì phải tẩy trang da mặt trước. Đây là sữa rửa mặt mình đang yêu thích nhất. Cái này thì mình cũng post lên story. Cái này là của Skin 1004. Theo như mình biết thì cái này làm từ rau má. Và rau má thì có các dưỡng chất rất là tốt cho da, đặc biệt là da mụn. Lúc mà về Việt Nam thì từ thời tiết nó thay đổi rất là nhiều nên là da mi một tháng này lên mụn nhiều kinh khủng, và mi cũng đeo khẩu trang để đi làm nữa nên đó lý do tại sao mà cái vùng miệng của mi bây giờ nó có thâm mụn rất là nhiều. Nên là mi đang sử dụng cái này được khoảng gần một tháng rồi thì mi cảm thấy là mụn của mi đỡ hẳn đi và da mi nó cũng đỡ tiết dầu hơn và da cũng mềm, rất là mềm. Cái này thì da rất là ít bọt nên là mọi người nếu mà ai thích nhiều bọt thì có thể lấy nhiều một xíu, nhưng mà mình chỉ lấy một lượng vừa đủ và mình tạo bọt nhẹ trên tay, sau đó thì mình rửa mặt thôi. Rửa mặt xong thì mình sẽ sử dụng khăn giấy để lau mặt, tại vì khăn ở khách sạn thì mình không biết là nó sạch hay dơ nên là cứ dùng khăn giấy sạch cho thức ăn. Và mình sẽ không thấm cho khô hẳn và mình sẽ thấm cho nó còn hơi ẩm ẩm trên da. Và mình sẽ nhanh chóng sử dụng toner của mình. Toner mà mình yêu thích thì vẫn là cái Clinique này. Vì mình là da hỗn hợp nên là nếu mà bôi toàn bộ mặt thì nó sẽ hơi khô quá.
Mình sẽ lấy một lượng ít như này và mình sẽ quấn vào vùng trán. Và tiếp theo ở trong cái túi skincare của mình sẽ là bước đầu tiên của bước dưỡng ẩm. Thì mình đang sử dụng Suasu First Care Activating Serum. Cái này thì mình đã sử dụng qua 2 chai rồi. Thì mình có một cái chai nhỏ như thế này, y hệt như thế này ngày xưa mình xài khi mà mình còn đi du học. Và khi về Việt Nam thì vì quá thích cái chai này nên mình đã mua cái chai giống như vậy. Nhưng mà mình rất là thích cái chai màu hồng nên mình đã thử mua cái Limited Edition màu hồng. Tuy nhiên thì vì cái chai đó nó có nhiều hương liệu hơn là cái chai original nhiều một xíu nên là da mi có vẻ là nó không quen. Là xài thì nó vẫn tốt nhưng mà mình cảm giác là nó sẽ không tốt bằng cái chai gốc này. Bây giờ mình sẽ đã quay lại cái chai này rồi. Và khi mình mua cái set Suasu là gồm 2 sản phẩm đang bán trên Lazada thì hai cái set này thì mình có được tặng một cái hộp dưỡng, một cái kit đó. Cái set kit gồm 4 sản phẩm dưỡng da. Thì mình đã mang cái chai này đi để mình sử dụng để cho nó dễ dàng hơn này. Mình đã mang cái chai này. Và bước đầu tiên mình sử dụng sẽ là First Care Activating Serum. Sẽ cho xíu như thế này. Này đi du lịch là skincare của mình rất là ít. Mình chỉ còn xài First Care Serum và cái mask này, Energy Mask này của Suasu là mình đã đi ngủ rồi. Và cái Energy Mask này thì cái mùi nó rất là thơm. Nó tương tự cái First Care Serum á. Mùi rất là thảo mộc, rất là dễ chịu. Và điều đặc biệt là người ta cũng tặng một cái đi kèm, cái đi kèm khi mà mình bôi cái mask này thì mọi người hãy lấy kem ra cái cây này và chấm lên mặt. Đó là một lượng vừa đủ thôi. Và nếu mà mọi người hết cái cây đó thì mọi người hãy lấy tiếp. Đối với mask mũ thì My muốn bôi dư ra một xíu. Tại vì da My tuy là hỗn hợp xin dầu nhưng mà My thiếu nước, da bị thiếu ẩm, thiếu ẩm nước thì bị thiếu nước rất là nhiều nên mình rất là thích xài hydrating mask, sleek mask để da được các bạn tốt hơn. Mà khi mà mọi người xài xong thì mọi người hãy nhớ đóng cái nắp này lại nha, tại vì cái nắp này để giúp cái sản phẩm giữ được lâu hơn và không tránh tình trạng bị oxy hóa. Mà mình thấy mọi người hay vứt cái nắp này đi nhiều lắm, nên mọi người hãy giữ lại và đóng như thế này. Nó cũng giúp cái sản phẩm của mình sử dụng nó sạch hơn và nó sẽ không bị tràn ra cái gì này. Và sản phẩm tiếp theo trong cái túi đựng skincare khi đi du lịch của My là cái lăn ếch. Và đây là skincare buổi sáng của My thì sẽ bao gồm vitamin C. Vitamin C My đang sử dụng là Serum 10 của SkinCeuticals. Cái này là cỡ 10% vitamin C nên là mọi người rất là nhẹ, mọi người có thể thử mua sử dụng thử nha. Cái này là một hãng dược mỹ phẩm ở bên Mỹ nên mọi người yên tâm. Và buổi sáng thì My chỉ xài vitamin C và kem chống nắng thôi. Và kem chống nắng My thích nhất khi đang đi du lịch là Superhook. Mình có nhiều loại kem nắng nhưng mà nói thật là mình chưa có thích cái nào như cái này cả. Vì khi mà mình xài cái này á thì mình apply, mình đánh kem nền hay là kem cho khuyết điểm lên thì nó đẹp vào da, nó blend ra rất là mỏng và đẹp như cái da thịt của mình đó. Đó là lý do tại sao mình rất là thích cái loại này, cái này là Everyday Sunscreen. Mà còn 2 tip nữa. Đây là một tip triple antibiotic để mình sử dụng khi mà mình bị côn trùng cắn hay là mình bị sước khi du lịch thì mình sẽ bôi cái này lên và nó sẽ giúp lành da rất là nhanh. Và cuối cùng là cái Lucas Papal Ointment. Đây là một dưỡng mũi rất là nổi tiếng của Úc. Như các bạn cũng đã thấy thì hồi nãy mình có sử dụng sản phẩm của Suasu, cái First Care Activating Serum và cái Suasu Energy Mask này. Một cái sleeping mask thì hai sản phẩm này mình cực kỳ yêu thích. Cái này thì mình mới sử dụng trong 1 tuần thôi nhưng mà mình cảm thấy là da mình nó đã đỡ mụn hơn rất là nhiều rồi và da nó cũng bóng hơn và vết thâm mụn của mình thì cũng đỡ rất là nhiều rồi. Đối với bạn mà có vết thâm mụn mà da hỗn hợp như mình thì mọi người cũng biết là cái thâm mụn này nó sẽ bị chóc da ra và khi mình sử dụng cái này thì nó làm cho cái phần da mà bị chóc mình nó mềm đi rất là nhanh. Và sẵn tiện đây thì mình có một cái deal rất là hay cho mọi người là trong ngày 23 tháng 7 là kỷ niệm 1 năm thành lập gian hàng của Suasu trên Lazada là sẽ có rất là nhiều những cái set đồ của Suasu dành cho các bạn. Thì mọi người cũng biết là Suasu thường sẽ rất là đắt nhưng mà khi mà mọi người mua theo set thì nó rất là hợp lý, giá cả rất là hợp lý và mọi người cũng được tặng những cái món đồ mini size để đi du lịch nữa. Và đây là tháng 7, tháng 8 là mùa hè nên là mọi người đi du lịch
rất là nhiều. Nên My nghĩ là đây là cơ hội để mọi người có thể stock up, thể mua những cái sản phẩm yêu thích của mình từ Suosu. Thì My sẽ có một cái link giảm giá 50.000 cho những cái đơn hàng trên 499.000. Và cái đặc biệt là cái mã code này thì chỉ sử dụng được cho những bạn mà có app của Lazada thôi. Và app của Lazada download rất là đơn giản, mọi người chỉ cần vô App Store và download app của Lazada thì mình đã có ngay cái voucher 50.000 của mình rồi. Nếu mà các bạn đã sử dụng qua sản phẩm của Suosu và có những cái trải nghiệm tích cực hay là tiêu cực gì thì mọi người hãy bỏ dưới comment cho mình biết. Và có sản phẩm hay ho gì của Suosu thì mọi người cũng hãy để comment cho mình biết để mình có thể shopping. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của mình và hẹn các bạn trong video về sau nha. Bây giờ mình sẽ đi ngủ đây để ngày mai mình có thể đi chơi biển thượng kiều hơn. Ok, bye bye mọi người.